Mời em gái ngồi. Mời bạn nam. Ok. Rồi, giới thiệu về mình đi bạn gái. Dạ, em chào chị Cát Tường. Con chào chú Quyền Linh, chào bạn nam và chào quý vị khán giả. Rồi, chú chào con. Con tên gì? Dạ, con tên là Trương Mỹ Thảo. Năm nay con 24 tuổi. Dạ, quê con ở Đồng Nai. Hiện con đang làm phiên dịch viên tại một công ty Nhật ở thành phố Hồ Chí Minh. Arigato. Arigato gozaimashita. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chú Cát Tường. Chào quý vị khán giả em trường quay, chào bạn nữ bên kia. Em tên là Lê Tấn Tài, em nay 28 tuổi. Em đến từ Dòng Riền, Kiên Giang. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Long Thành, Đồng Nai. Đang công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Toàn Phát Tài. Em làm công việc gì trong đó? Công ty là của em luôn ạ. À, hèn chi nó trùng tên. Vậy là vui rồi, hôm nay Tấn Tài Tấn tới ha. Dạ. Con gái bên kia giới thiệu luôn đi. Ưu khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của con là con rất là vui vẻ, hòa đồng, con hay cười. Con cảm thấy là con có trách nhiệm với bản thân, với công việc, với mọi người. Và con hát cũng được. Rồi. Hát cũng được. Còn cái nhược điểm của mình? Nhược điểm của em thì nhiều khi em nói chuyện em không có cố ý đâu, nhưng mà vô tình thì em hay trong mày nhăn mặt. Người khác đối diện mà nhìn vào con thì tưởng là con là người rất là lạnh lùng. Nhưng mà thật ra tiếp xúc rồi thì thấy là con có lùng nhưng mà con không có lạnh lắm. Có lùng nhưng mà lạnh. Dạ. Dễ thương. Nói chuyện ta trâu mày ta thấy khó chịu. Đúng rồi, mai mốt cạo chân mày đi khỏi trâu lại. Và bạn trai, cụ thể về nghề nghiệp của mình, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ, em công việc của em là kinh doanh và sửa chữa mua bán xe nâng xe xúc ạ. Điểm mạnh của em là rất là năng động và vui vẻ. Em không hút thuốc, yêu văn nghệ. Hát thử một bài đi. Hát. Xin phép hát một bài liên quan về nghề nghiệp của em luôn nhé. Rồi. Dạ. Nhà bài hát này lấy lời nhạc chế của bài Duyên Phận. Xe nâng xe xúc xúc gì đó. Rồi rồi, vô vô luôn nào. Dạ, để em hát không hồi phần sau. Cái này cầm chơi được hả? Dạ, làm đẹp được hình. Đời anh thơ mãi yêu một mình em thôi, lòng thầm thương em từ rất lâu nhưng còn ngại ngùng, sợ rằng em chê người anh lem lúc thấy tay chẳng dính vết dầu. Nghệ thuật nhân gian từng giọt mồ hôi rơi, cuộc đời quanh năm đập các cưa đo đạc suốt ngày. Thế nhưng mà anh lòng say xưa lắm, làm nghề thơ mai anh phải học từ lâu. Em ơi, nghề anh cũng như bao nghề thôi, cũng vang niềm vui, vang tiếng cười. Phong sương đời trai nhiều khi buồn đau mà lòng anh luôn cố gắng vượt qua. Em ơi, nhìn đi thế gian ngoài kia có bao người đang say rất nồng, mong em cùng anh dừng say làm nghề thơ mãi nên tính anh luôn thẳng tâm. Dễ thương. Rồi, em gái em kia đáp lại coi, nãy em hát được đó. Em xin phép hát một bài tiếng Trung đi ha. Rồi. Chín chín thế chân ní tờ ở tố xa ràng hề yô. Chín quả dung yên bú xuyên thay tố để ní xô. Đà khai ní tờ ái chín sổ chơ. Chú zài zi khơ. Vì ní chẳng tờ chóng xu chín cơ. Yào chí đờ. Ủa mà sao thông dịch viên tiếng Nhật rồi đi hát tiếng Trung? Tại vì em thấy bài này nó hay, nó đang nổi trên TikTok á chị. À. Xin chào con. À, con chào chú. Trời, dễ thương quá. Con có tật xấu gì không? Tật xấu của con là con ăn hơi nhiều. Ăn nhiều mà có chút xíu hả? Dạ đúng rồi, con ăn nhiều nhưng mà con không có mập, mà cái bạn ở cùng phòng với con nó mập. Trời ơi. Mấy mối tình rồi? Duy nhất một mối tình à. Kéo dài lâu? Khoảng 5 năm á chú. 5 năm dài thoòn luôn á. Vậy sao chia tay? Tại vì giữa hai người nó không có cái quan điểm cùng chí hướng á, cho nên là... Quen từ lớp mấy? À, lớp 12. 12. Quen từ lớp 12 tới đại học mà nó không cùng chung chí hướng. Hay lớn lên có anh nào theo đúng không? Dạ không, có theo nhưng mà con không có theo lại. Không theo lại đúng không? Ý là chưa có phù hợp. Coi như mối tình nó bỏ qua nha. Bên kia sao? Trải qua mấy mối tình rồi em trai? Dạ em trải qua được một mối tình này chỉ có tường. Bao lâu? Dạ, mối tình em kéo dài cũng khoảng 3 năm á. Sao chia tay? Lúc đó là công việc em cũng chưa ổn định lắm nên là không có thời gian nhiều để quan tâm mình với tới bạn gái á. Xảy ra nhiều chuyện không mong muốn nên là mình chia tay. Thật ra bây giờ mình yêu nhau mình phải quan tâm, chăm sóc lẫn nhau thì tình yêu mới lâu dài được ha. Vâng ạ. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Mẫu bạn gái là cao khoảng 1m50 trở lên. Em thích bạn gái có mấy tóc dài càng tốt, có nụ cười đẹp, hàm răng đẹp. Bên kia nụ cười có đẹp, hàm răng có đẹp, tóc
chưa dài lắm. Dạ, tóc chưa dài có thể dài được không sao. Ừ. Bạn nữ biết nấu ăn được càng tốt. Nấu ăn được. Dạ, không? Biết được, em nấu được. Rồi điểm nào không thích ở bạn nữ? Không thích bạn nữ quá chua chát. Vừa nói chua chuyện, vừa chát. Như nói chuyện cọc và nói lớn. À, nói giọng chua đó. Dạ, có nhiều chuyện quá. Em nãy giờ em nghe cái bạn bên kia nói có chua không? Dạ, em thấy ngọt quá. Này tao nhão nhẹt à, dễ thương lắm. Em thích phụ nữ bạn gái là có tính trẻ con xíu càng tốt. Trời, đúng mình rồi. Trẻ con lắm. Tại vì bạn nữ mà có tính trẻ con á, nhiều khi mình cái công việc gì người ta xin mình hỏi cái gì á, mà người ta nói nóng nịu xíu mình cảm thấy rất là dễ chịu. Đúng rồi, phụ nữ càng nhõng nhẽo càng thích. Dạ. Lúc mình quạo nhõng nhẽo mình mệt thêm. Vậy còn bạn nữ, em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? À, em mong muốn là bạn trai của em trước tiên là phải hiếu thảo, có trách nhiệm với bản thân mình, với người thân, và phải chín chắn, suy nghĩ chín chắn và sâu sắc. Còn ta về... làm giám đốc mà mấy thứ đó chuyện nhỏ. Có dạ. Cái mẫu người lý tưởng như thế nào không? Dạ được, 1/3 của chú Huyền Linh là con rất là mãn nguyện luôn rồi chú. Quay mặt quá chú coi được 1/3 không? Đây đẹp trai hơn. Dạ, em chào chị. À, vui tính hơn. Làm lớn hơn chú làm giám đốc. À, chú làm... Ai đốc chú làm. À, ai xúi chú làm giám xúi. Hơi ốm, thiếu ăn, về mình nuôi được không? Không sao. Không sao. Vài mốt ví dụ mà có con thì con sẽ nuôi cho mập luôn. Có cái gì không thích ở người bạn trai? Con muốn bạn trai con cao, to, có thể đen nhưng mà không có được hôi. Thì đó, cái gì? Không có được hôi. Hôi hả? Dạ, nhìn phải, mình phải chỉnh chu, sạch sẽ. À, dễ gì hôi. Có hôi không? Làm gì có, giám đốc ta ngon lành thơm phức. Máy móc á, sợ máy móc dầu mỡ quá đó. Trong công việc thì cái đó là mình không có tính. Đi chơi hẹn hò thơm được rồi. Dạ. Cao chưa có to, nhưng mà chị to thấy là chuẩn, thì mình cải hợp lý được. Rồi đó. Khi dạ. nào tiến tới hôn nhân được? Sang năm là có thể được. Ok, khi nào em tiến tới hôn nhân được? Quan trọng là hai người hợp nhau là tiến tới hôn nhân được. Dạ. Nhưng mà bây giờ hẹn hò người em đang ở thành em phố đúng không? Em ở thành phố. Quận mấy? Em ở quận Bình Thạnh. Dạ cũng rằng ạ. Rồi công việc có sắp xếp đi hẹn hò được không? Dạ thoải mái, công việc em sắp xếp thoải mái ạ. À. Thoải mái ha. Dạ. Làm giám đốc mà lo gì ha. Khi nào có đi chứ. Sau này là mình lập nghiệp ở đó luôn đúng không em? Hiện tại công việc em đang ở Long Thành, Đồng Nai. Chị dạ. thấy là cặp này hợp lý rồi đó. Rất được đó. Bây giờ đó là bạn nữ bên kia, bạn xem coi hình ảnh bạn trai hồi lúc nhỏ coi đẹp trai không nha. Dạ. Chiêm ngưỡng trước đi. Đó. Đó. Trời. Đẹp trai không? Dạ rất là baby cute. Baby cute. Mắt to, những người. Đen, tròn. Dạ. Càng lớn sụp lại mí rồi đó. Được ha. Dạ được. Rồi bạn trai bạn nhìn đi, bạn gái lúc nhỏ đây. Đó. Đoán cô nào không? Chắc là cô váy trắng hả? Cô váy trắng đó. Được không? Cái hình gì mà oan nghiệt vậy trời. Nhưng mà chắc vậy thì thành công lắm à. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với hai bạn đại học của em ạ. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Bạn em thì hiền lành, nhí nhảnh, dễ thương. Còn anh bên này thì nhìn anh chín chắn và nhìn anh già hơn so với tuổi. Nếu mà hai người thử tìm hiểu thì em nghĩ là hợp. Thảo thích người chín chắn, trưởng thành. Rồi, dạ, cảm ơn ạ. Và hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với anh chị và cháu ạ. Dạ, lời đầu tiên cho Văn Đông gửi lời chào thân thiện tới chương trình. Dạ, chào anh. Tài là một người sống chân thật, chân thành, rất là hiếu thảo, rất phù hợp với em. Và anh thấy em ở chỗ em bù đắp lại cho Tài thì anh nghĩ là rất là hợp. Xin hết, xin rồi, cảm ơn. Cảm ơn anh. Cảm ơn sếp. Để xem hai người hợp nhau không. Mở rào. Vô liền nha. Rồi, xin mời hai bạn. Chào em. Hả? Dạ, chào anh. Anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn ạ. Đây là bó hoa này là anh bó 60 hoa. Dạ. Ý nghĩa giống là 60 năm cuộc đời em. Dạ. Anh đã tận dụng được hết phần nửa đó rồi. Hôm nay anh muốn gặp em là mình mong là anh bắt đầu lại từ đầu sẽ có 60 năm cuộc đời tiếp. Dạ. Món quà thứ hai anh gửi em. Dạ, em cảm ơn ạ. Em cũng có món quà tặng anh. Em cũng có một quyển sách muốn tặng cho anh. Không biết là anh có thích đọc sách không anh ha? Từ nay sẽ thích đọc sách. Dạ, em hy vọng là anh sẽ thích nó. Anh thấy em sao, có giống như là anh tưởng tượng không? Thật sự là anh không tưởng tượng được như vậy luôn á. Tại vì em nhỏ quá đúng không? Không phải, em rất là xinh, dễ thương. Em cảm nhận anh như thế nào, chắc là hơi thất vọng hả? Anh cũng được mà, cũng dễ thương mà. Anh hơi cứng xíu tại vì anh dùng cả thanh xuân của anh đó để lo cho công việc rồi. Dạ.
cả tuổi thanh xuân anh dùng cho công việc, còn lại tuổi già anh để lại cho em. Đến với chương trình, anh xin hát một bài để tặng em. Anh thích em, thích nụ cười, thích ánh mắt, thích cả bờ môi, thích bước chân kiều xa gót ngà, thích tất cả những gì là của em. Và anh thầm ước anh sẽ như là chiếc gương để đường em soi, đường em ngắm ngay khi thức dậy. Và anh thầm ước anh sẽ như là chiếc son môi để đường em bôi, ôi hạnh phúc với anh chỉ có thế. Và anh thầm ước trong chiếc bóng được bên em đi khắp nơi, anh ước là ánh trăng để chiếu soi lối em về. Anh ước chỉ có thể mãi bên em người ơi, tình yêu anh dành cho em. Và anh còn ước trong chiếc gối được em ôm trong giấc mơ, anh hứa sẽ sớm mai tình cảm kia của riêng mình. Anh ước chỉ có thể miễn sao em được vui với anh, không gì có thể thay thế em. Hay quá, hay lắm. Gái, ý cảm nghĩa. Nhận như thế nào? Dạ rất là hay luôn chị. Em có muốn đáp lại gì không? Dạ em cũng hát, xin hát tặng anh một đoạn ha. Đừng hát bài đập vỡ cái đàn nha em. Dạ không, em hát một đoạn bài ngại ngùng thôi ạ. Đôi khi lòng muốn nói cho riêng anh những âm thầm em mang, từ tầng sâu trái tim đang mơ màng. Mọi lời lúc đó em cho anh mãi như còn, thế nhưng từ phía em chưa một câu đáp lời. Dạ xin hết ạ. Bây giờ thôi, mình thôi đưa cái đàn đi, trò chuyện một chút xíu về quan điểm tình yêu đi. Không hay tụi đàn nghe cũng dở. Anh nói trước nha. Dạ. Anh thấy khoảng cách không có xa, là Long Thành Đồng Nai mà lên đây thì cũng rất là gần. Dạ. Giờ anh có phương tiện điều kiện để lên với em, nên là lúc này em cần anh sẽ bất cứ lúc nào cũng có thể đến được. Công việc trong ngày tuần thì em rảnh những ngày nào? Thứ bảy chủ nhật thì em được nghỉ. Cuối tuần thì em hay về quê. Cái đoạn đường em về quê thì cũng có đi ngang qua Long Thành. Nhà của em là ở Trảng Bom. Không biết là đối với anh thì cái yếu tố nào là quan trọng nhất trong tình yêu ha? Anh cần nhất là sự chung thủy và sự thông cảm. Đối với em, yếu tố quan trọng nhất trong tình yêu là sự tin tưởng. Phải tin tưởng nhau. Anh cũng giống dạ. Như em. Rồi hai bạn tiến tới, bạn trai mạnh dạn tiến lên nắm tay bạn gái để chúng ta cảm nhận. Dạ. Ở lần đầu tiên gặp em mặt rung. Này mình thấy như thế nào? Em rung hả? Dạ. Em thấy tay anh lạnh hơn tay em luôn. Tay anh lạnh đó hả? Dạ. Hỏi em thích con trai hơn gái? Anh thích con trai hay con gái? Nói anh con trai con gái gì cũng được, không quan trọng lắm. Mà nếu như được đòi làm con trai thì anh sẽ thích hơn. Cũng như không. Đó là cái sẽ thích hơn thôi anh. Khó lắm. Trai gái gì cũng được. Đã có suy nghĩ trong đầu rồi, cái đẻ con gái cái bực mình. Bực mình cái đẻ thêm đứa con gái bực mình nữa. Vậy là đẻ ra con gái thì sao ạ? Con gái dễ thương mà, dễ mình dễ chăm đó. Mỗi người một câu nữa thôi. Qua cái cuộc trò chuyện vừa rồi thì em cũng thấy là anh cũng hợp với những cái yêu cầu của em. Anh thì anh thấy em nhìn anh kỹ hơn là anh nhìn em nhiều. Em rất là dễ thương, mong em hãy cho anh một cơ hội. Rồi. Rồi, về chỗ đây. Trở về vị trí cho bạn. Những gì hai em nói cũng đã nói rồi, nhìn nhau đã nhìn rồi, cảm nhận tất cả mọi thứ rồi. Chúng ta hãy lắng đọng lại để quyết định xem có hẹn hò hay không, quyết định có đi đến xa hơn hay không. 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rất đơn giản và nút đã bấm. Chúc mừng. Nắm tay nhau đi. Một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm cho ngày đầu tiên gặp nhau. Cho anh hôn em nhé. Rất là dễ thương. Hình như là cặp đôi này họ sinh ra để dành cho nhau hay sao đó. Anh tin rằng tụi em sẽ sớm báo tin vui đó nha. Chúc các bạn hạnh phúc. Alo. Nghề nghiệp hiện tại của mình là gì anh? Anh làm chuyên về nội thất em ạ. Năm nay anh bao nhiêu tuổi nhỉ? Anh sinh năm bao nhiêu ạ? Anh sinh năm 81. 81. Anh có thể chia sẻ một chút nhiều hơn về bản thân, là ưu nhược điểm của bản thân mình là gì này? Mình có tài lẻ gì không?
tại này thì anh cũng ít. Còn nhược điểm của anh là tính anh sạch sẽ và cẩn thận, chỉnh chu. Sạch sẽ là nhược điểm hả anh? Tính... đến mức là nhược điểm luôn ạ? Không, ý anh nói là trong công việc hoặc về vấn đề nhà cửa hoặc là vấn đề sẽ cộng đi lại, kiểu như tính anh sạch sẽ, anh không muốn đi đâu cảm thấy không tự tin hoặc là không chỉnh chu ấy. Ok ạ. Thế thì còn về chuyện tình cảm của mình anh chia sẻ một chút được không ạ? À, chuyện tình cảm của anh thì anh cũng đã đổ ở cái tên 3 năm rồi. Lý do vì sao mà anh chị chia tay ạ? Thực ra bọn anh khi chia tay thì cũng nói chẳng trả ai tin. Vấn đề kiểu do cuộc sống xã hội khiến con người ta nó thay đổi. Từ những nguyên nhân thay đổi nó khiến cho vợ chồng con người mà bắt đầu sau nhiều năm trong xã hội thì bọn anh đều quyết định đi đến ly hôn. Sau chuyện ly hôn thì anh bao nhiêu 3 năm rồi đúng không ạ? Trong 3 năm đấy anh có tìm hiểu ai khác không? Thực ra trong quá trình đi làm và mối quan hệ thân thiết nó thiếu thiếu cho anh. Sống cũng có gặp một vài đối tượng khi nói chuyện cảm thấy nó không theo cái tính người nên gia đình hoặc là không tôn trọng được thì anh dừng lại. Đến thời gian đó quan tâm đến gia đình và cho con cái học hành, không nghĩ đến chuyện đó. Thì sau 3 năm đi được con cái anh sống sao cảm thấy những năm tháng cùng có ý nghĩa. Họ và tên. À, anh nói lại họ và tên giúp em được không ạ? Nguyễn Văn Sáng. Thế thì bây giờ mà còn thử. Sao có thể chụp chặt này thật thuật ạ? Anh có nghe rõ bọn em nói không ạ? Biên tập hỏi là anh hiện tại là có mấy bé ạ? Có mấy con ạ? Anh có hai đứa, một cháu trai đang học lớp 11, một cháu gái đang học lớp 8. À dạ. Vậy thì mình bây giờ mình muốn tìm một nửa của mình rồi thì cái yêu cầu của anh với cả cái bạn gái của mình là gì? Anh muốn một bạn gái như thế nào? Để chia sẻ và đã từng có gia đình rồi thì sẽ hiểu vấn đề nó hơn. Còn vấn đề ngoại hình hay hình thức thì tôi nhìn một chút quan trọng cách suy nghĩ và giao tiếp, ok là được. Nếu mà bạn nữ mà đã đáp ứng cái nhu cầu của mình nhưng mà bạn lại ở hơi xa một chút thì anh có yêu xa được không? Thực ra cái vấn đề xa hay gần thì cũng khó. Bây giờ mình nói thật là này, khi đã có tình yêu rồi thì hai người có thể sẽ sắp và thương một là tình cảm của hai nhà chồng. Quan trọng là đã đi thêm bước nữa thì con cái nó sẽ đông, thì vấn đề quan trọng đó là phát triển kinh tế. Nếu muốn phát triển kinh tế thì nó phải dựa trên cơ sở là thực sự có thật lòng với nhau hay không. Nếu không thật lòng với nhau thì cho dù có gần hay xa thì nó không phải vấn đề quan trọng. Anh nói thì không hiểu không? Rồi câu hỏi nó hơi cá nhân một chút là bây giờ nếu ví dụ có một bạn nữ mà cũng cùng hoàn cảnh với mình thì đương nhiên là cũng sẽ có con cái này. Nếu mà bây giờ mình tiến xa hơn thì anh có tài chính của mình có đủ lo được cho cả hai bên như vậy không ạ? Thực ra cái này thì mình chưa ở trong hoàn cảnh ấy, mình chưa thể dám chắc 100%, nhưng mình khẳng định nữa là nếu mình cùng hoàn cảnh với mình thì mình lo được một phần nào đó nhất định. Còn lại thì cả hai cùng phải cố gắng vì đông vì bạn bây giờ rằng là cuộc sống một là một công việc, một khả năng kiếm tiền nó khác nhau, cho nên là cuộc sống đông con thì mình phải cùng nhau cố gắng không phải là cố gắng cho bản thân mình, nhất là cố gắng để vì những cái gia đình để nó các con ăn học. Rồi ạ, có biên tập nào muốn đặt câu hỏi nữa không ạ? Dạ rồi anh ơi, nếu mà khi mình ở Sài Gòn á là anh có thể sắp xếp bay vào để tham gia được đúng không ạ? Thực ra nếu như những chương trình tổ chức sẽ còn mọi bạn nên định chuẩn bị trước sẽ thu xếp công việc bằng
của mình nhận ra. Dạ. Cái vấn đề của mình nhận ra nên là mình thích là những cái chương trình này mình thích được một người nghĩ theo cái suy nghĩ và cái ý định của mình có cái chuyện xa gần mà mình phải quan trọng. Dạ rồi, coi như là anh có yêu cầu gì về tuổi tác của cái người bạn gái không anh? Tuổi tác thì thật ra mình cũng không thích trẻ quá, mình chỉ muốn là làm sao nó cũng ở cái trang lứa tuổi mình, một là nhiều hơn mình 5-7 tuổi hoặc ít hơn 50 tuổi, chứ đừng để có sự chênh lệch. Thực ra với mình là đàn ông mình không sao, vì sợ là phụ nữ họ đi đâu họ có thể không tự tin về khi đi với một người chồng của mình hoặc một người tình của mình nó chênh lệch về tuổi tác. Ồ, dạ rồi, ok anh Sáng ha, thì đó là những cái thông tin bước đầu thôi. Còn nếu mà mình được chọn cũng như là có cái cô gái phù hợp á thì chương trình sẽ thông báo và làm nội dung kỹ hơn, nhiều hơn với anh nha. Em cho tôi có thể hỏi được không? Dạ rồi. Anh muốn tìm một người bạn gái có tính, chút cá tính hoặc là năng nổ ngoài xã hội một chút, chứ không muốn kiểu người mà kiểu cái cuộc sống an phận ấy. Dạ rồi, ok anh. Thì những cái này nó nằm trong những cái tiêu chí mà mình yêu cầu ở một người bạn gái. Và sẽ có biên tập sẽ trao đổi về những cái tiêu chí này thêm ha, để mình có một cái người phù hợp nhất với anh ha. Rồi. Anh có xem qua chương trình của em, anh thấy một người này họ cũng đăng ký chương trình. Khi bạn này hỏi nhiều câu hỏi về cái bạn nam của anh, bạn nam này không trả lời được và trả lời cũng không đúng theo ý của bạn ý. Anh rất muốn có số điện thoại của người đó, bọn em có thể kết nối hỏi xin làm sao cho anh có số điện thoại không? Vì anh đã từng gọi điện đến trung tâm, tức là đến cái địa chỉ của bạn ấy làm, em hiểu không? Dạ anh ơi, thì là tất cả những cái này là thông tin cá nhân của nhân vật, cho nên là chương trình không thể nào mà cung cấp ra ngoài được anh nha. Rồi em để cho anh nói hết câu ấy, thì em mới hiểu được. Tức là bạn này, bạn ấy tham gia chương trình rồi, nhưng bạn ấy bạn ấy không bấm chuông. Nhưng anh muốn xin lại cái thông tin ý, anh biết là cái này bọn em bảo mật, nhưng em muốn bọn em là nói chuyện trước với họ. Nếu họ đồng ý thì bọn em cho anh số điện thoại, hoặc là họ đồng ý cho số điện thoại thì bọn em cho, chứ không phải là anh bảo bọn em cho anh. Tức là bọn em em hiểu ý anh rồi, nhưng mà cho em hỏi một chút là mục đích mình tham gia chương trình là mình muốn tìm một ai đấy thôi, hay là nhất quyết phải là người này? Anh có thực sự là muốn lên hình để mình tham gia chương trình và kết đôi với người phù hợp không, hay là mình tham gia để mình hỏi số cô bạn kia? Em hỏi câu hỏi rất hay. Thực sự anh là anh đăng ký cái chương trình này là anh muốn lên chương trình, chứ không phải là anh muốn lên chương trình để anh xin số điện thoại người đó. Nhưng qua cái chương trình này, anh cái chương trình bọn em ấy, mỗi khi anh theo dõi, anh xem cái chương trình này, anh cảm thấy họ có nhiều cái suy nghĩ trong anh. Nếu bọn em giúp được anh thì là cái tốt, không giúp được thì anh cũng vẫn tham gia chương trình, chứ không phải là không. Em hiểu ý anh không? Rồi, ok, tụi em sẽ hiểu ý anh rồi ha. Và có thể là anh sẽ đưa ra cái cô bạn ở trong chương trình chẳng hạn như vậy, hoặc là anh mong muốn tìm kiếm một cái người giống như vậy chẳng hạn như vậy, thì đó là cái hình mẫu mình mong muốn. Thì là anh cứ trao đổi thêm ha, để thứ nhất là chỗ cô đó thì là chương trình đó mà liên lạc được, hoặc là như thế nào thì là sẽ có những cái thông tin. Nhưng mà trước mắt thì là em nhận những cái thông tin này từ anh nha. Và sau đó nếu mà mình được chọn nha anh nha, tại vì ở đây là mình chỉ cáp chung thôi, và sau đó là sẽ có cái danh sách những ai mà được chọn để vào vòng 2. Ở đây mình chỉ là vòng 1 thôi. Khi mà vào vòng 2 á, thì là sẽ có biên tập trao đổi kỹ nhiều hơn nội dung với anh, cũng như là làm việc kỹ hơn về những cái hình mẫu anh mong muốn. Chẳng hạn như là anh thích cô gái ở tập 300 mấy của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, một cái cô kiểu như vậy, cái tính cách như thế, thì anh cứ trao đổi để chương trình cũng sẽ hình dung được cái gu bạn gái mà anh thích sẽ như thế nào. Thì như vậy thì nó rất là chi tiết và rất là dễ tìm cái người phù hợp cho mình ha. Thực ra là anh đăng ký chương trình này, rất thích lên chương trình, nhưng qua xem cái chương trình này anh thấy cái người này nó nhiều cái suy nghĩ trong anh. Và từ những câu hỏi của người đó đặt ra cho bạn nam kia thì cũng là câu hỏi anh muốn đặt ra, và anh cũng rất thích nắm một người con gái nào cũng đã từng trải qua những cái hoàn cảnh như anh, họ hỏi anh những câu hỏi, bởi vì anh cảm thấy họ có những câu hỏi rất là đúng như những người đã từng đổ vỡ, bởi vì
vấn đề của những người đổ vỡ, điều quan trọng nhất là họ tìm được nhiều người cùng hoàn cảnh. Còn chuyện khó khăn về kinh tế hay khó khăn về đi lại đấy không phải là vấn đề chính, em hiểu không? Dạ rồi, ok, tụi em hiểu rồi anh ha. Cảm ơn anh Sáng đã tham gia cái buổi cast này hôm nay ha. Sau đây là tụi em sẽ còn cast rất là nhiều người nữa. Cho nên là nếu mà có cái thông tin anh được chọn này kia thì là chương trình sẽ thông báo cho anh biết sớm nha. Anh cảm ơn bọn em và cảm ơn chương trình đã dành thời gian rồi. Không bận lại. Dạ rồi, em cảm ơn anh Sáng. Chào anh ạ. Ok. Dạ, em bấm nút rồi khỏi cuộc gọi giúp em nha. Okay.